Đây là lần đầu tiên đi nước ngoài để kỷ niệm 4 năm. Đi thôi. Thật sự rất là đông luôn. Sammy ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đâu nhờ? Thái Lan. Để làm gì nhờ? Đi chơi. Kỷ niệm 4 năm. Yeah. Hiện tại thì mình và Sammy đã đến được sân bay rồi các bạn ạ. Và bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu đi qua Thái Lan để chúng ta cùng nhau đi kỷ niệm 4 năm. Đây sẽ là một cái vlog rất là đặc biệt cho các bạn, hãy nhớ là nhấn nút like, share, subscribe nha. Đi thôi. Video vlog kỷ niệm 4 năm kỳ này nó có một cái sự đặc biệt hơn rất là nhiều, đó chính là mình với Sam, thay vì là giống những video vlog trước là bọn mình sẽ quay ở nhà thì bọn mình đã đi du lịch với nhau. Đấy, cảm nhận của Sam như thế nào? Rất là vui. Rất là vui hả? Đây là lần đầu tiên đi nước ngoài để kỷ niệm 4 năm. Đúng rồi. Kỳ này qua bên đó là hai đứa mình phải đi chơi cho đã. Mấy tháng trời, mấy năm trời làm việc vất vả rồi. Bây giờ phải đi chơi trong mấy ngày này, đi chơi cho đã luôn. Mua hết tiền luôn. Nói chung á là tiền lương của mình Sammy giữ, cho nên là Sammy sẽ trả cho mình. Đúng không? Trả cho Phong mua đồ nha. Thôi qua đó mặc cái quần đùi hồng. Tới Thái Lan rồi. Yeah. Yeah. Ok các bạn ạ, và hiện tại thì bọn mình đã đến được Thái Lan rồi và bọn mình cũng đã thuê phòng xong rồi. Thì hôm nay đi á là có cả Kairon, Simi với Camui đi chung nữa đó, chứ không phải là chỉ có hai đứa mình thôi nha. Có hướng dẫn viên Meme nữa bạn ạ. Đấy, thì nói chung á là bây giờ đã đến nơi rồi, cho bây giờ trước tiên bọn mình còn phải đi ăn để lấp đầy cái bụng trước đó nha. Let's go. Xe túc túc. Tôi sẽ ngồi ở dưới với Kairon đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi đi xe túc túc các bạn ạ. Mình cảm giác cái xe túc túc khi mà ngồi lên cảm giác nó rất là dễ thương. So cute. Ok, thì sau khi mà bọn mình đi vòng vòng từ nãy đến giờ thì bọn mình quyết định là bọn mình sẽ vào trong một quán ăn. Thì quán ăn này là quán ăn mà Meme đã từng đến đây ăn rồi, cho nên là bọn mình đến đây ăn chung với nhau luôn. Sam ơi, Sam ăn gì? Ăn gì cũng được. Mình á thì mình từng ăn xôi xoài ở ngoài Sài Gòn rồi, nhưng mà thật sự là cái vị của nó không hợp với mình một tí nào hết các bạn ạ. Tại vì là thật sự là xoài với lại xôi á mà nó trộn lại với nhau á, bản thân mình thôi nha, cái này là riêng bản thân mình thôi là mình ăn thấy không hợp. Nhưng mà lần này mình sẽ thử gọi ở ngoài Thái Lan để mình xem coi là ở Thái Lan thì cái vị của nó có khác gì hay không. Biết đâu nó lại ngon hơn đúng không? Hay, tôi biết là Sammy là một cái người gọi là khá là kén ăn, Sammy gọi là ăn khó lắm các bạn ạ, cho nên mình không biết là Sammy sẽ có thể ăn được những món gì. Nói chung là tôi sẽ thử ăn những món mà tôi chưa ăn, tại vì qua Thái rồi phải ăn cho đáng đúng không? Đúng rồi. Giờ mà Sam có gọi là khó ăn cỡ nào cũng phải thử ăn một miếng thì cũng được. Đúng rồi. Đúng không? Còn lại đưa cho Phong ăn giùm cho. Phong mập được rồi. Sao không cần mập đâu. Kỷ niệm 4 năm thật là ý nghĩa các bạn. Kỷ niệm đã là kỷ niệm 4 năm. Nếu như các bạn không biết thì Phong đang trong thời gian Phong đang giảm cân, cho nên là bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt đi qua Thái Lan đi chơi với anh em, cho nên là mình sẽ ăn cho nó đã. Cái chai nước suối ở bên đây các bạn nhìn nè. Nhìn nó kiểu nó bị nghệ các bạn. Hoa văn màu mè phết. Để mình uống thử coi nước suối Thái Lan nó khác gì là nước suối của Việt Nam không? Sao Kairon bảo là cái vị của nó khác mà sao mình uống vô mình thấy nó không khác chút nào vậy? Trong cái menu này á thì toàn là tiếng Thái Lan không à, cho nên mình không biết đọc như thế nào hết các bạn ạ. Ok, và đồ ăn đã ra hết rồi. Bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau ăn. Ok, để mình thử coi cái món đầu tiên mà mình muốn thử nhất ở đây á là cái miếng miếng này nè các bạn. Đây cái miếng này nè. Nhìn khá là hấp dẫn luôn. Tôi thích những cái nào mà kiểu nhìn nó kiểu nó ẩm ướt như thế này nè. Ui. Nó nóng mà nó đậm đà phết. Cái món này ngon. Đúng Sam quá. Sam chứ sao ăn tôm luôn hả? Không, tôm Thái ăn thử đi. Tôm ăn. Nè, thả mình ra. Chưa thêm ngon được. Phải thêm cái này nữa nè. Ngon. Thơm béo béo. Thơm béo béo. Mình cực kỳ thích những cái món nào mà kiểu nó nhìn nó béo béo như thế này. Xôi xoài ra rồi nha các bạn. Ôi dồi ôi, nhìn cái xôi xoài ở đây nhìn nó hấp dẫn thật sự. Các bạn thấy này ăn ngon thiệt. Có gì lấy nhưng mà ăn nhiều quá dễ bị ngán. Mình đang bị nghiện cái trà sữa Thái ở chỗ này các bạn ạ. Thiệt, mình sợ mập cho nên là mình gọi là ít uống trà sữa. Nhưng mà cái trà sữa Thái này nó phải làm cho mình gọi 2 ly luôn. Mình sẽ sắn miếng xôi. Mình sẽ sắn miếng xôi.
Xoài này nãy mình đã chan nước dừa rồi. Xoài xoài. Sẵn miếng xoài à? Miếng xoài với miếng xoài. Mình thấy nó vẫn vậy à. Nó vẫn y chang vậy lúc mình ăn ở Sài Gòn à. Nói chung là bản thân mình thôi nha. Đối với bản thân mình là mình không hợp. Cảm giác kiểu ăn xoài chung với xoài á, đối với bản thân mình là mình không hợp. Còn mấy bạn có thể mấy bạn sẽ thấy ngon. Và sau khi ăn uống no say thì bọn mình quyết định là sẽ đi ra ngoài để chụp ảnh một chút xíu mấy bạn ạ. Và đây chính là lúc mà bọn mình sẽ cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm tại Thái Lan. Đợi chút. Wow, cái này là Meme chụp, do đó là nó sẽ in ra thành cái hình thẻ luôn hả? Ờ, tôi chụp hơi bị nghệ nha. Wow, nghệ. Ủa đâu? Ok, so good. 100 bạc, đưa đây. Cái gì? Tính tiền luôn hả? Sau đó là bọn mình sẽ phải vũ cái tấm hình như thế này nè bạn, thì nó sẽ lên hình nha. Chóng mặt quá. Sau khi ăn no thì bây giờ bọn mình đi chụp ảnh với nhau à. Bây giờ mình đang quẹt cái hình để cho nó lên được hình đó bạn ơi. Ồ, lên được chút rồi nè. Một tí nữa nó ra được hình đẹp rồi mình sẽ đưa cho bạn xem thử nha. Ok, giờ mình phải quẹt nó đã. Ok, và tiếp theo nữa thì mình và Sammy, hai đứa mình sẽ cùng nhau đi đến một khu phố nhìn rất là đặc biệt luôn bạn ơi. Wow. Có hình bọn mình trên đây nè. Hello. Có anh dịch đi ngang kìa. Anh dịch chưa chụp ảnh chung kìa. Cá mui và mít dịch. Wow, ở bên này là có cái khu bán đồ chơi vô cùng dễ thương rồi nè các bạn ơi. Sam ơi, Sam. Hả? Sam thích con nào không Phong mua cho? Cá mập hả? Trên này có cá mập không ta? Bây giờ mình phải tìm con cá mập nào mà to nhất ở đây nè. Đây, ở chỗ này có trái tim nè các bạn. Mình sẽ mua trái tim này tặng cho Sam. Yeah. Oh my god, nguyên một con cá sấu ngoài đời thật luôn các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ mua thử thịt cá sấu tôi ăn thử nha các bạn nha. Cái đầu cá sấu. Sammy muốn ăn thử không? Không thử hả? Ngon lắm, ăn thử đi. No. Ở đây thịt cá sấu mọi người xiên thành từng cái que xiên thế này các bạn. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thật sự các bạn, mình đã xem rất là nhiều những cái video gọi là đi ăn uống ở Thái Lan rồi. Và ngày hôm nay, nhưng một cái dịp mà mình có cơ hội đi đến đây, cho nên là mình sẽ muốn thử hết tất cả những món ăn đặc biệt ở đây. Yeah, thank you. Yeah. Thì cái thịt cá sấu này mình mua là 200 bạc. 200 bạc là tính ra tiền Việt Nam là cũng khoảng... hình như là gần 150, chắc khoảng 150 á, khoảng 150 tiền Việt Nam của mình. Bây giờ thì anh ấy đang cắt thịt cá sấu ra cho mình các bạn ạ. Wow, hấp dẫn quá. Ok các bạn ạ, và bây giờ mình đã mua xong thịt cá sấu ở đây, bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn nha. Ủa thật hả? Thì thịt cá sấu thì mình không biết là cái vị của nó giống như là cá bình thường hay không, tại mình chưa ăn bao giờ. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ok. Ừ, nó dai lắm luôn á. Ăn nguyên miếng cho dễ. Vì sao? Cái vị của nó hơi giống cá, nhưng mà nó dai dai. Nó cũng hơi giống thịt gà. Em nghĩ là giống thịt gà hơn. Tại vì nó dai hơn cá bình thường, cá nó sẽ mềm. Trời, còn chị cái có này... nghe nói người ta hay bảo là ăn thịt cá sấu như kiểu thịt gà ấy. Nhưng mà nó không có tanh nha, nhưng mà cay, đúng không? Mọi người thử không? Có. Và sau khi anh em bọn tôi đã ăn uống no say rồi, thì bây giờ anh em bọn tôi quyết định sẽ đi chơi tiếp nha các bạn nha. Nhưng mà lần này đi chơi thì bọn tôi quyết định sẽ đi bằng xe túc túc thay vì là đi bằng taxi. Nhưng mà chúng tôi đã gặp chúng một cái anh lái xe túc túc là Racing Boy. Và đây chính là cái kết. Không, bây giờ lắc. Bắt tay đuổi ga rồi. Bắt tay đuổi ga rồi. Đừng nha, đừng nha. Túc túc cái cặp em đừng vậy. Thời với mấy bạn là nếu như bạn ngồi trên chiếc xe đó thì mấy bạn sẽ sợ bị văng ra ngoài xe luôn á, bởi vì bác tài chạy xe nhanh dễ sợ nhanh luôn mà còn lạng nữa chứ. Oh my god, sợ thật sự. Wow. Sắp chết rồi. Và đây chính là tôi sau khi mà tôi xuống xe. Trời ơi, cái mặt tôi xanh không còn một giọt máu nào luôn mấy ông ơi. Ây, chắc là tôi không dám đi xe túc túc với lại bác tài này nữa đâu. Sợ quá rồi.
Và như mấy bạn cũng đã biết, tôi đây chính là một người có tâm hồn ăn uống. Chính vì như vậy cho nên đi Thái Lan tôi chỉ muốn ăn thôi. Nhưng không hiểu vì sao mọi người lại dẫn tôi vô trong một cái quán nước ở Thái Lan. Nhưng mà quán nước ở đây lạ lắm mấy bạn ạ. Nhạc sập sinh. Tôi với Sammy ngồi im không biết làm gì hết trơn á. À thôi bỏ đi, nói chung là bọn tôi không biết làm gì hết trơn á, trên thôi giờ bọn mình chuyển qua ngày mai đi ha bạn ha. Ok, qua ngày mai nào. Vậy là nguyên ngày hôm qua bọn mình đến Thái Lan trễ quá, cho nên bọn mình chỉ chơi được chút xíu thôi. Cho nên là ngày hôm nay bọn mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình mấy bạn nhé. Let's go. Hôm nay thì bọn mình lại tiếp tục đi tàu để đi đến địa điểm tiếp theo. Thì ở bên đây đi tàu cũng thấy thích mọi người ạ. Nhanh, nó nhanh với lại nó rẻ nữa. Hiện tại thì mình với Sammy đi bộ một hồi thì đến phố đi bộ luôn các bạn ạ. À. Đây là phố đi bộ của Thái Lan. Nhìn cái thì cái đầu cao quá, đầu đúng mấy xíu vậy. Tại Sammy lùn quá đó nè, từ từ. Đó, thấy chưa? Chào bạn. Wow, khu này nhìn nó kiểu cầu vòng á bạn, nhìn dễ thương vậy. Sammy đứng chụp hình cho, để Phong chụp hình cho Sam nha. Ok. Mui. Hai bà vô dắt nó ra đi, hai bà vô dắt nó ra đi. Tôi khổ quá. Wow, nguyên cái tượng Giant luôn nè các bạn. Mình cũng thích Giant lắm. Nhưng mà thôi, chân Giant trong phòng không được. Mua cái gì ngầu ngầu hơn đi. Ui, mấy bạn ơi, ở bên này có nguyên một hàng gọi là Harry Potter luôn. Mình cực kỳ thích Harry Potter. Và ở chỗ này người ta bảo là cấm được đụng vào, nhưng mà không biết cấm đụng mình có cấm mua không. Mình cũng đang muốn mua các bạn ạ, tại mình thấy đẹp quá, bao nhiêu tiền cũng mua hết. Hiện tại thì mình đã chọn được cái món đồ đầu tiên của mình rồi, đó chính là tượng của Inosuke mọi người ạ. Thì đây là một nhân vật mình khá là thích, à không phải nói đúng là rất là thích luôn. Bởi vì đây là một cái nhân vật rất là dễ thương, hài mà đặc biệt hơn nữa là cực kỳ ngầu luôn. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ mua. Giá của nhân vật này, cái tượng này là khoảng 1,5 triệu các bạn ạ. Sam ơi, cái hộp này nó đẹp quá rồi, mà lâu lâu mình mới đi chơi mà Sam mua cho rồi. Phong được không? Có 1,5 triệu như đó nha. Mua cho Phong con đi nha. Ok. 1,5 triệu các bạn ạ. 1,5 triệu tiền Việt Nam. Nếu mà nói tính ra thì cũng rẻ hơn nếu mà chúng ta mua Việt Nam một tí. Muốn mua Harry Potter lắm luôn á, nhưng mà hình như là ở đây người ta chỉ trưng bày thôi chứ người ta không có bán cái tượng này thì phải. Buồn. Chắc là số lượng có hạn nên là thôi, không sao. Rước em Inosuke về. À, tại sao rồi mình lại thích nhân vật này? Bởi nhân vật này đội một cái đầu heo mà mình lại rất thích con heo. Thank you. Cảm ơn Kha. Thank you. Ê nhưng mà khoan đã, từ từ, hình như đoạn vừa rồi mấy bạn có để ý là tôi để quên cái gì không? Để tua lại coi thử nha. Trời ơi, thiệt luôn á, để quên cái điện thoại mấy ông ơi. Thiệt luôn, tôi để quên điện thoại ở đây 30 phút. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, cũng may là không bị mất. Chứ nếu mà mất thì coi như xong rồi. Thôi, hết vui. Sammy ơi, cảm ơn Sam rất là nhiều đã mua cho Phong con này nha. À không, thật ra đó là tiền lương của mình. Nhưng mà Sammy giữ, mình phải xin Sammy vậy. Hey, buồn quá à. Muốn được đi uống cà phê hầu mèo vậy mà Sammy không cho. Nào. Vậy thôi giờ không cho, thôi Phong với Sam đi chụp ảnh ha. Ok, chụp ảnh nha. Ok, hai đứa mình sẽ đi chụp ảnh mọi người ạ. Let's go. Đi kỷ niệm nào. Thì đây tới luôn nè, khỏi let's go. Wow, ở trong đây còn có thêm mấy cái phụ kiện để cho mấy bạn có thể đội trên đầu nè, để chụp nè. Wow. Rồi ok, bây giờ mình với Sammy sẽ chụp ảnh nha các bạn nha. Thì ở đây mình có 200 bạc nè, mình sẽ bỏ 200 bạc vào trong đây. Ủa sao nó không vô? À bấm vô này. quên quá, bấm vô này trước, sau đó mình sẽ chọn hình. Ok, bỏ tiền vô. Ok, chuẩn bị vô nè, ready. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chọn hình nha. Sammy chọn đi. Đó, tấm này. Nè đó, tấm này. Tấm này nè, tôi biết không nè. Rồi, nhíu nè. Đây nè, tấm này đẹp nè. Ok rồi, anh nè.
Rồi mình sẽ chọn màu. Màu nào đây? Trái tim này dễ thương nè. Ok, trái tim đi. Tim của te nè, lấy ra. Ok, in. Rồi, chờ thôi. Hình ra rồi. Wow, dễ thương quá. Đây, từ từ. Xem hình xem. Quá là dễ thương luôn các bạn ơi. Ok, có hình kỷ niệm rồi đó. Ok các bạn ơi, và hiện tại thì sau khi mua đồ xong thì bọn mình sẽ đi ăn với nhau. Thì Sammy ngồi bên kia kìa các bạn. Sammy sẽ ngồi chung với hội chị em để ăn cùng với hội chị em cho thoải mái. Còn mình với Kyron ngồi riêng bàn. Hai đứa mình ăn nhiều lắm cho nên ngồi riêng bàn ăn cho thoải mái. Ok. Thì ngày hôm nay bọn mình sẽ đi ăn ở bên một cái quán lẩu. Ở đây là món lẩu các bạn ạ. Và lại tiếp tục mình lại gọi trà sữa Thái nè. Mình hơi bị mê món này luôn. Ngon. Ồ, quá là ngon luôn các bạn ơi. Ngon thật sự luôn á. Hấp dẫn quá. Mình cực kỳ thích cái này luôn. Mấy bạn biết sao mình thích không? Là bởi vì nó có cái nước sốt nữa bạn. Nó chảy chảy nè đó. Mấy cái món mà có nước sốt là mình rất là thích. Mình sẽ thử ăn một nửa cái là không có nước chấm để coi vị như thế nào. Cái này hình như là cái viên tôm đúng không? Cái viên tôm này á, ăn vô mình cảm giác là nó hơi bột mấy bạn ạ. Nó hơi bột một tí. Nhưng mà cái bột của nó lạ lắm. Nó không giống như bột mà bọn mình ăn mà cá viên chiên nữa kiểu đâu. Mình sẽ chấm thử với cái nước sốt này. Mình nghĩ rằng là mình thích ăn mà không chấm nước sốt hơn. Bởi vì á là khi mấy bạn chấm với nước sốt á thì nó sẽ hơi có bị vị mặn quá. Nói chung là cái nước sốt này mình không thích cho lắm. Ăn không vẫn là ngon nhất. Nói chung á là mình luôn có một cái suy nghĩ rằng là đồ ăn bên Thái thì nó phải thật là chua, mặn, cay. Nó phải đậm ơi là đậm luôn. Nó đậm hơn cả đồ ăn của Việt Nam mình luôn. Nhưng mà hóa ra không. Tùy món. Có món mặn, có món nhạt. Ok bạn ơi, và sau khi bọn mình đi ăn xong thì bây giờ bọn mình sẽ đi đến concert của Blackpink mọi người ạ. Đấy. Và bởi vì là đợi taxi quá là lâu cho nên bây giờ Phong với Kai đã quyết định sẽ đi túc túc đến đó bạn ạ. Đi đến đó hết 600 ngàn tiền Việt Nam. Hơi mắc một chút xíu mọi người ạ. Nhưng mà bù lại chỗ là đỡ phải đợi taxi, bọn mình đợi nãy giờ cũng phải gần cả tiếng rồi đó nha. Đúng rồi. Chưa có xe nữa. Ok bạn ạ, và hiện tại thì mình đã đến được chỗ sẽ tổ chức concert của Blackpink ở đây. Chỗ này thì bây giờ đang ngập tràn màu đen và màu hồng các bạn ạ. Các bạn thể thấy xung quanh có rất là nhiều người mặc đồ màu đen và màu hồng để đi đến đây luôn. Và đồ của Blackpink thì được bán gọi là quá trời quá đất. Ở đây ở chỗ nào cũng bán toàn là đồ in hình của Blackpink thôi các bạn ạ. Lần đầu tiên đi cảm nhận kiểu sôi động nha. Sôi động quá. Quá sôi động luôn. Ok, để mình đi vào trong xem coi sẽ có gì vui các bạn nha. Hôm nay khi mà đi đến đây á thì mình thấy còn có cả những bạn là người Việt Nam cũng đến đây để xem nữa. Chứ các bạn ấy cũng giống bọn mình mua vé bay qua tận đây luôn. Đúng là fan cứng có khác. Ok các bạn ạ, và hiện tại mình đã vào trong rồi thì mọi người xung quanh đây rất là đông luôn. Đúng thật, đúng là 50.000 người cho nên phải đông thôi. Và nếu như các bạn không biết thì mọi người ai cũng mặc một cái màu chủ đạo là màu đen và màu hồng hết trơn á. Chỉ có mình với lại mọi người trong Hero Team là mặc đồ hơi bị lạc lõng xíu thôi. Hình như là phải xếp hàng dài lắm các bạn ạ thì mới vào trong được. Cho xem thử outfit của Sam coi. Wow. Simi đây, còn Sammy đây, Blackpink các bạn ạ. Đây hai chị em mặc đồ hợp lý nha. Hai chị em mặc đồ hợp lý. Có hai anh em mình là mặc đồ không hợp lý kìa. Phong thì mặc đồ cà phê sữa, Caron mặc đồ cà phê đen. Ok, và sau một là quá. Ok, và sau một thời gian xếp hàng thì bây giờ bọn mình cũng đã vào trong được bên trong rồi đây. Thì bên trong thì nó thoáng hơn xíu. Ở bên ngoài xếp hàng ngoài đông quá, nóng quá. Bây giờ để mà xem thử cái bên trong sẽ nhộn nhịp thế nào nha. Mình nghĩ ngày hôm nay là cháy lắm luôn á. Wow, các bạn nhìn đây. Đông ơi là đông luôn các bạn ạ. Thực sự rất là đông luôn. Mọi người đã đến đây để xem rất là đông luôn. Đây, để mình zoom lại gần cho bạn xem. Đấy. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được chỗ ngồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ các bạn có thể thấy là mọi người đang ngồi rất là gọn gàng đúng không? Nhưng mình nghĩ là một tí nữa khi mà Blackpink lên biểu diễn á thì chắc là không còn gọn gàng thế này đâu. Mọi người sẽ ùa lên ở phía trước để xem cho rõ hơn. Bởi vậy cho nên cao cũng là một lợi thế các bạn ạ. Thật sự là mình rất muốn có được một cái video thật là đặc biệt cho các bạn xem. Mình muốn quay gần hơn nhưng mà vì một số lý do cho nên là mình không thể nào đặt được vé VIP hơn. Chắc là do mình đặt trễ rồi các bạn ạ. Cho nên mình cũng khá là tiếc. Nhưng mà thôi, cho nên là bây giờ mình quay được bao nhiêu thì cho mấy bạn xem bấy nhiêu nha. Mấy bạn thông cảm cho mình nha. Yeah.
Thật sự là trong lúc đang ngồi edit lại cái video này thì cảm giác của mình vẫn còn rất là xúc động luôn các bạn ạ, nổi da gà luôn á. Và mấy bạn fan của Blackpink thì thôi, vô cùng là dễ thương luôn. Trời ơi, mấy bạn sôi động thật sự luôn. Mình rất là muốn cho mấy bạn có thể nghe được những cái tiếng hò hát của những bạn fan lúc đó, nhưng mà vì một số những lý do về nhạc bản quyền cho nên là mình không thể nào up mà có nhạc lên được. Mấy bạn thông cảm cho mình nha. Nhưng mà mấy bạn tưởng tượng đi, cái cảm giác mà ở một cái chỗ mà hơn 50.000 người đang ở đó và họ la hét, họ hú hát, trời ơi nó đã. Và nhóm của Blackpink thì mấy bạn thích ai nhất, hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Riêng mình á thì mình cũng khá là giống Kyron, là mình khá là thích Jisoo các bạn ạ. Đoạn này hình ảnh video của mình có vẻ nó hơi kém chất lượng chút xíu đúng không, nhưng mà mặc dù là đứng ở xa nhưng mà mình vẫn thấy là họ rất đẹp. Bản thân mình là một người rất là thích nghe nhạc và trong đó cũng có nhạc của Blackpink, nhưng mà mình không phải là fan của Blackpink. Bởi vì sao? Bởi vì đối với mình, một người fan chân chính phải là một cái người mà biết cả tên thật của idol của mình nè, biết cung hoàng đạo, biết số tuổi nè, và nói chung là hiểu biết rất nhiều về idol của mình. Còn riêng mình á, mình chỉ dám nhận là mình là một người thích nghe nhạc thôi, chứ mình không phải là fan của Blackpink. Bởi vì những lý do mình vừa nói đó, mình không biết quá nhiều về họ, nhưng mà thật sự là họ rất tuyệt vời, thật sự họ rất tuyệt vời luôn. Cái cảm giác khi mà mình ngồi xem lại cái video này đến tận bây giờ, mình chỉ còn cảm thấy hồi hộp và muốn đi xem lại luôn các bạn. Ai, quá là đã luôn. Nói chung là sau khi đi xem xong buổi concert của Blackpink về rồi thì bọn mình cũng đã đi ngủ hết trơn, bởi vì mệt quá, xếp hàng đông quá các bạn ạ. Cho nên bây giờ bọn mình về nhà và nghỉ ngơi, và chúng ta cùng nhau đến với sáng ngày hôm sau, ngày cuối cùng nha các bạn nha. Hey, nói chung là mấy bạn xem vlog mấy bạn sẽ thấy nó hơi ngắn, với lại là cũng hơi ít tình tiết. Và bởi vì á, là do là bọn mình đến Thái Lan á, là có những nơi mà người ta cho phép quay và cũng có những cái nơi mà người ta không cho phép quay. Bởi vì cho nên là mấy bạn thông cảm nha. Nếu như mà những cái chỗ nào bọn mình quay được thì mình sẽ quay cho bạn xem. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng bọn mình ở Thái Lan, bọn mình sẽ đi chơi với nhau. Bọn mình đang mặc đồ đôi nè. Đồ đôi này Sammy mua cho mình đó các bạn. Đúng rồi, ổng mua đâu, tôi mua luôn đó, ổng còn không nhớ luôn mà. Đi kỷ niệm 4 năm mà mua đồ áo cặp là sao? Không có đâu, có nhớ, nhớ mà. Ok, thôi đi chơi nào, let's go. Hôm nay chơi hết mình mới được. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi cung điện hoàng gia của Thái Lan mọi người ạ. Đấy, thì mình với Sammy sẽ đến đây để tham quan. Ở bên ngoài nhìn thôi là thấy đẹp rồi các bạn ạ. À, đây để mình cho bạn xem. Như các bạn đang nhìn thấy sau lưng của bọn mình chính là cung điện của Thái Lan mọi người ạ. À, wow, quá là đẹp luôn, so beautiful. Yeah. Bây giờ tụi mình sẽ đi vô nha để xem bên trong có gì nha mọi người. Ok, let's go. Bởi vì là bây giờ trời đang là buổi trưa cho nên đang khá là nắng mấy bạn ạ. À, chính vì vậy cho nên bây giờ mình phải mua dù để đội nè. À nhầm, để che chứ phải để đội. Đấy, hồi nãy có một cái anh kia ảnh gặp mình xong ảnh thấy mình đang quay, cái anh hỏi mình là YouTuber hả? Không, nãy có anh kia còn hỏi mình là phải TikToker luôn. TikToker á? Họ bảo là TikToker. TikToker. Mỗi người một cây dù để che cho nó chắc mấy bạn ạ. Tôi với Sam mỗi người một cây dù. Đấy. Bởi vì là cái dù này nó bé quá cho nên là không có che cho nhau được. Trời ơi, cái dù to xíu là thả cơm to được rồi, đúng không? Ừ. Ui, con ngựa kìa các bạn. Ừ. Wow. Ui, nhìn mặt nó dữ thật sự luôn á. Wow. Wow. Ui, con ngựa này to thật sự luôn á. Mình nhìn nó mình sợ ghê các bạn. Kiểu nó to quá à. Tưởng tượng bây giờ con ngựa này mà dí bạn xíu được không? Không bạn, mình tưởng tượng nó đá mình một cái thôi. Ồ, anh này đang leo ngựa nè. Muốn nó xin mấy anh cho cưỡi thử. Mấy ngựa nhìn đúng ngầu luôn á bạn. Quá là ngầu luôn. Mình thấy mọi người quay ở ngoài đây cho nên bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem chút nha. Ok. Chứ bên trong thì mình không biết là có quay được hay không. Ok, thì sau khi đi tham quan cung điện hoàng gia của Thái Lan xong thì bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi ăn gì Sam? Đúng rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn bingsu nha các bạn nha. Thì vẫn tiếp tục là bọn mình sẽ đi bằng túc túc để đến đó các bạn ạ. À, bởi vì là đi bằng túc túc á, thì nó sẽ được thoải mái hơn, nó sẽ được vui hơn. Qua Thái Lan cũng gặp được fan đó các bạn ạ. À, mấy em ơi, hello. Mình thấy có cái này là cà rốt của Camui nữa các bạn. Giá của nó là khoảng 300 bạc. Nói chung là mình thì mình mua chủ yếu là mình mua làm kỷ niệm thôi. Đó, mua làm kỷ niệm cho nên mình sẽ mua một cái nha. Ok. Ô, có con tôm nữa các bạn. Dễ thương quá. Mình nghĩ là mình sẽ mua cái con tôm này, khá là dễ thương.
Ồ, mình nhìn nhầm mấy bạn ạ, 290 bạc, nhưng mà hiện tại ở đây túi mình còn hơn 300 bạc lận. Mình nhìn nhầm cho nên là từ nãy giờ mình lấy hoay mình kiếm thêm 10 bạc nữa, kiếm mãi không có. Ok, cũng mua được rồi. Đó là lý do vì sao mà chúng ta nên cần có một cái ví đó các bạn ạ. Tiền của mình vứt lung tung hết trơn rồi, cho nên nãy đứng lấy hoay kiếm mãi không ra tiền. Bởi vì cho nên mình đã mua cái ví tiền hình con tôm. Bây giờ tiệm Binsu quá đông cho nên bây giờ anh em bọn mình đã quyết định là sẽ đi ăn cái món này các bạn ạ. Cái món này tên là gì ta? Khoai tây. Khoai tây. Nói chung là khoai tây á bạn, khoai tây chiên thì phải. Nhưng mà nhìn nó sẽ rất là đặc biệt, các bạn nhìn thấy nè. Rất là nhiều màu sắc luôn. Mình sẽ ăn phần này mọi người. Đó, mình với Phong, Sim với mình sẽ ăn cái phần khoai tây chiên này, mấy bạn thấy ngon không? Wow, dài chưa? Còn hình như là Phong cần thì sao ta? Ủa? Con làm gì vậy? Ngon. Tôi đang ăn nguyên hộp bánh khổng lồ. Vậy luôn. Thôi tôi bơi vậy. Cái này á bạn, nó giống như kiểu khoai tây chiên á, nhưng mà cái cây khoai tây của nó lạ lắm. Đó, dài thòn luôn bạn ơi. Oh my god. Nè, mình đút cho cây ăn nè. Thôi không ăn đâu, là máy bay mới ăn. Hiện tại bây giờ thì quán Binsu đang đông quá bạn ạ, chứ mà mình không vào ăn được. Tôi đang rất là thèm luôn á, nhưng mà không vào ăn được. Bây giờ bọn mình sẽ ngồi đợi để tí nữa bọn mình vô ăn nhẹ chút, rồi sau đó là đi qua bên kia để ăn Binsu. Tôi đang để cái máy quay ở đây để tôi quay. Nếu như mà trong lúc tôi đang quay mà tự nhiên có ai lụm mất của tôi thì các bạn thông cảm nha. Coi như tôi khỏi up vlog luôn. Đang ngồi ăn, đang diễn thì quay qua thấy mất cái camera. Mấy bạn à, tôi mới vừa mua một ly coca để uống. Mọi người ai cũng uống trà hết, đây là ly trà của mọi người. Rất là bé, tôi tưởng ly coca của tôi nó cũng cỡ này thôi. Nhưng ai về là chị phục vụ, chị bưng cho một xô luôn. Trời, nó to hơn cái mặt của tôi luôn các bạn. Ồ, uống đã luôn á. Tôi với Caron mới vừa ăn no xong cho nên bây giờ bọn tôi quyết định là bọn tôi sẽ đi ăn kem mấy bạn ạ. Thì ở đây tôi thấy có mấy cái kem nhìn nó khá là lạ. Mấy cái kem này á là mấy cái kem mà nó kiểu nó có hình tròn viên, chứ nó không có giống kem bình thường. Thế nên là bây giờ tôi cũng thấy là lạ. Tôi nghĩ tôi sẽ mua thử một phần tôi ăn. Bây giờ thì tôi sẽ ăn thử cái kem này nha các bạn. Ok. Cái kem này á bạn thì nó sẽ kiểu có cái dạng hạt như thế này nè. Đó, nhìn nó như mấy hạt kẹo vậy. Nhưng mà kem này ăn lạ lạ. Ăn nó lạ thế nào các bạn? Nó lạ thôi. Mấy bạn có tưởng tượng á, nó vẫn chỉ là kem Oreo bình thường thôi. Nhưng mà nó khác ở chỗ là nó sẽ cứng hơn. Bởi vì nó làm theo bạn từng viên, từng hạt thế này nè. Nó sẽ cứng hơn, nó giòn hơn. Nhưng mà nó sẽ buốt răng, rất là buốt răng luôn. Tại vì nó mình phải cắn nhiều á, nó buốt răng. Nhưng mà ăn thú vị hết, ngon. Nếu như mà để so với lại kem bình thường của cái kem này thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chọn cái kem này. Bởi vì cũng là kem, nhưng mà cách ăn này sẽ thú vị hơn. Cảm giác nó lạ lạ cho nên là ăn cũng ngon hơn các bạn. Sao mày Phong mới mua cái kem này làm nè. Kem gì vậy? Kem này là kem Oreo nhưng mà phiên bản phiên bản trứng thằn lằn. Nó là lạ đúng không? Hơi ngọt. Nó ngon á. Ngọt nhưng mà ngon. Ngọt quá. Ngọt à. Và sau khi mà mọi người ăn thử cái kem mà tôi mua thì mọi người quyết định là mọi người sẽ mua thêm nhiều vị khác để ăn nữa. Các bạn có thể qua bên kênh Camui để coi Camui ăn thử vị gì nhé. Xanh lạnh. Ăn kem nhiều là ngắt luôn. Lạnh hả? Kem không? Không, mời bạn ăn kem nè. Ăn no xong thì bây giờ bọn mình sẽ đi ăn tiếp. Nói chung là qua bên Thái bọn mình chỉ có ăn và ăn thôi. Kiểu như bọn mình qua bên Thái á, bọn mình cũng không biết đi đâu, cho nên là bọn mình đa phần bọn mình đi ăn là chính các bạn ạ. Tại bên này cũng có nhiều cái món ăn độc lạ đúng không sao? Giờ mình đi ăn tiếp à. Lạnh quá. Chúng ta lại gặp lại cái anh lái túc túc bữa trước các bạn ạ. Và bây giờ anh ấy lái sung hơn nữa. Tại vì trời đang sáng, anh không sợ. Không phải, tại vì Meme vừa bảo là lêu lêu đi anh. Hình như nếu mà tôi không nhầm lêu lêu là chạy nhanh thôi đi anh. Anh lêu lêu là cái gì Meme? Mà là biết tiếng Thái có mình túc túc thôi ơi. Mình không biết thôi. Nhưng mà Meme mới vừa nhìn anh cái anh lái túc túc. Meme kiểu cái gì đó là lêu lêu gì đó. Xong cái anh kêu anh. Mình không biết, bây giờ mình đang lo lắm các bạn ạ. Chỗ này đang kẹt xe. Rồi
Các bạn biết không, cái cảm giác ngồi trên chiếc túc túc chạy phiêu phiêu giữa đường và ở ngoài là một cơn mưa rào, cảm giác thật yên bình làm sao các bạn ạ? Do bạn ngồi giữa mới thấy nước yên. Mày ngồi ngoài đây. Ngồi ở đây cái áo mình ướt. Ngồi ngoài ướt này xong rồi của chị là phải bám cái này để giữ thăng bằng để không bị bắn ra ngoài khỏi cái xe cứu mình nó thắt. Ờ, mình ngồi ở giữa. Từ chuyến này ngồi táp á. Mình ngồi ở giữa mình chiêu quá, mưa ngồi ngoài đây mưa dính mưa nè. Mẹ che mưa. Mưa to quá. Mưa to quá rồi trời ơi. Hết chiêu rồi. Mưa tạt cái đây rồi. Bạn nghe nghe sim rap nè, sim vô. Xin tự giới thiệu tên chị là Sim My. Vậy thôi hoàng bác là phong cách của chị. Bao nhiêu kẻ thù của hạ cục mình thì giống như nằm sùng của anh Kyron ý. Hiện tại bọn mình đang ngồi trên xe tấp túc và đang đi chơi Thái Lan. Okay. Bây giờ á, bọn mình biết rằng thời gian trước nhanh cho nên giờ mình đếm 3, 2, 1 ngồi ở nhà nè. 3, 2, 1 ở nhà. Hả? Sao ở nhà ơi? Sau hơn một tiếng ngồi trên chiếc xe bão táp thì bây giờ bọn mình cũng đã đến nơi rồi các bạn ạ. Cá môi ướt cái quần. Kyron, Kyron thì sao? Ướt cái lưng. Rồi xong ướt đôi dép, ướt lưng đôi vớ luôn. Tội nghiệp Sammy quá. Bây giờ tôi phải dùng cái quạt để tôi quạt cho cái áo của Sam nó khô các bạn ơi. Ướt hết cái áo rồi. Tại vì hồi nãy ngồi trên xe túc túc á các bạn, là đang lái xe, bên ngoài thì trời mưa cho nên không đổi chỗ được. Nên Sam ngồi Sam bị ướt cái áo luôn, Sam với Sim luôn. Ở trên đây là cái tòa nhà cao nhất Thái Lan mọi người ạ. Hình như mình nghe Meme bảo đây là chính là tòa nhà cao nhất Thái Lan. Và mình thấy là cao nhất là thấy đặc biệt rồi đó. Bên này thì mình thấy có cái ống nhòm nữa nè. Để cho chúng ta có thể nhìn xuống bên dưới. Mình sẽ xem thử nha. Hiện tại bọn mình đang ăn ở trong một cái nhà hàng cao nhất Thái Lan hả? Cao nhất Thái Lan nha. Tòa nhà cao nhất Thái Lan, một cái nhà hàng ở trong tòa nhà cao nhất Thái Lan nè. Và mấy bạn thấy ở đây mình có lấy rất là nhiều đồ ăn. Thật ra là mình lấy nhiều vậy thôi, nhưng mà chủ yếu là mình sẽ ăn mỗi thứ một ít, một miếng thôi. Ăn cho biết các bạn ạ. Mình biết là mình đang giảm cân, nhưng mà đã lỡ đến đây rồi phải ăn cho đã. Simi buồn ngủ á, Simi ngủ ngoài đây luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, và sau khi mà bọn mình đi ăn xong rồi thì bây giờ bọn mình vẫn sẽ tiếp tục đi ăn, nhưng mà thay vì là đi ăn ở trong những cái cửa hàng, trong những cái nhà hàng sang trọng, thì bọn mình sẽ cùng nhau đi ăn tại một khu chợ của Thái Lan. Yeah. Thì mình mới vừa mua được mấy cái bánh khoai lang nữa bạn, khá là ngon. À, tháp sườn cây. Mua đi ra để tao quay vlog mui. Mất cảnh rồi, làm lại à. Oh my god, người mặt ngu, tại sao anh lại ở đây? Simi à, người mặt ngu đang nhìn Sim kìa. Trời đang mưa và tôi đang đi thì tôi gặp người quen các bạn ạ. Dạo này anh khỏe không? Người mặt ngu đó các bạn ạ. Goodbye nha, tạm biệt nha. Dạo này không gặp người mặt ngu hóa ra là người mặt ngu qua đây để bán quần áo các bạn ạ. Thôi bán vui vẻ nha, cảm ơn. Và đó cũng chính là cuộc hành trình 3 ngày của mình với lại Sammy và tất cả thành viên của Hero Team tại Thái Lan. Mấy bạn thấy video này có vui hay không thì đừng quên hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Và hy vọng rằng mấy bạn sẽ thích video kỷ niệm này của mình và Sammy. Video kỷ niệm lần này thật sự là một video rất ý nghĩa đối với mình và Sammy, bởi vì nó cũng chính là một video để lưu giữ lại những hình ảnh và những cột mốc sau 4 năm ở bên nhau của mình và Sam. Thật sự là mình cũng không tin rằng là bọn mình đã ở bên nhau lâu đến như vậy rồi. 4 năm trời, một con số không hề nhỏ. Mình hy vọng rằng sau bao nhiêu khó khăn hay là dù có giận dỗi nhau đến cỡ nào thì bọn mình cũng có thể vì nhau và ở bên cạnh nhau. Cảm ơn Sam rất nhiều vì trong thời gian vừa qua đã luôn ở bên Phong, quan tâm đến Phong. Phong rất hy vọng rằng sau này chúng ta sẽ có thêm những vlog kỷ niệm mới nữa.
Và mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog lần sau nha. Tạm biệt các bạn, yêu các bạn, bye bye.